Tiếng không? Dạ hả? Tiếng Khmer. Khmer, à, tiếng Khmer. À, tháng 7 ngày 17 hả? 2018. 18 ha. Ở đây mình lại trong chùa của người Campuchia hả? Khmer. Khmer. À, em nói được tiếng Khmer hả? Rồi, một ngày tới em phải học hay là một tuần lễ học bao nhiêu tiếng hộ? À, học mỗi ngày. Học mỗi ngày luôn hả? Dạ. Em nói gì để em dịch được tiếng Việt cho nghe thử. Em nói một cái gì cũng được hết. Bây giờ này, bây giờ em giới thiệu đây là chùa gì? Bằng tiếng Khmer. Tiếng Khmer của mình đọc là Angkor Wat. Angkor Wat. Không, nè, bây giờ em nói là chùa này tên gì? Chùa Hoa Ang. À, bằng tiếng Anh. Ớt là bằng tiếng Khmer. Hoa Ang. Hoa Ang. Dịch ra tiếng gì là chùa Ang. Rồi. Okay. Rồi em nói là em ở đây được bao lâu rồi em dịch là tiếng Việt thử anh. Nói đi, nói đạm, nói bình thường đi. Thôi bây giờ đếm 1 tới 10 tiếng đó đi. À, em đếm từ 1 tới 10 bằng tiếng quen. 10, 10, 7, 4, 8, 10, 7, 4, 8. Đọp là 10. Đọp hả? Vậy nó hơi khác tiếng Việt Nam quá ha. Đúng rồi. À, hay quá. À, rồi em có phải biết chữ chữ khác nhau luôn đó hả? Dạ. Wow. Dữ quá. Mà vừa học tiếng Việt nữa. Thì 2 tiếng luôn. Song ngữ. Rồi nếu mà em đi về Campuchia thì em sẽ nói chuyện với mấy người đó được hả? Dạ được, vẫn được. Rồi mấy em có đi du lịch qua đó chưa? Chưa có bắt. Thì một ngày nào mình sẽ về đó thì mình sẽ nói được hả? Một ngày nào đó sẽ đi, một ngày không xa. Wow. Hay quá, tốt. Rồi, vậy cảm ơn em nhiều lắm nha. They were counting in Cambodian for us. They said one day they'll go to Cambodia and use their Cambodian. Ngủ hay gì? Ngủ được, ngủ hay gì? Tired? I'm sick. Bệnh rồi. Bệnh hả? Không ngủ được rồi. Yeah.